VTV trực tiếp đưa tin Phi Nhung hết đường trốn chạy. Hiện tại cô đang được điều trị tích cực tại Mỹ và trong sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin mới nhất từ các bác sĩ tại Bệnh viện California đã thông báo rằng cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật phổi quan trọng và các bác sĩ cho rằng sức khỏe của cô đang phục hồi một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi trao đổi với Wendy Phạm, chúng tôi nhận thấy sự lo âu trên gương mặt của cô dù sức khỏe của mẹ đang có tiến triển tốt. Cụ thể cô cho biết, dù sức khỏe của mẹ có phần khả quan, nhưng cô vẫn luôn lo lắng không dám công bố thông tin này cho người hâm mộ biết, bởi vì cô nghĩ mọi người sẽ không ủng hộ chuyện này, vì mẹ Phi Nhung đã sắp xếp toàn bộ chuyện này, sợ mọi người sẽ yêu quý mẹ Phi Nhung bất ngờ quay lưng. Cùng với đó, khi chúng tôi đưa thông tin về việc Phi Nhung vẫn còn sống, thì hàng loạt cộng đồng mạng đã để lại bình luận với những cảm xúc chân thành. Cùng với đó cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Cụ thể, một vị khán giả giấu tên đã để lại bình luận như sau. May quá Phi Nhung còn sống hả? Vậy thì nhớ trả tiền cho Hồ Văn Cường nha. Chuyện này chưa kết thúc đâu Phi Phi cô nương à. Với những lời khó nghe này, vị khán giả này cũng đã bị rất nhiều cộng đồng mạng khác tràn vào bình luận chỉ trích, cho rằng Phi Nhung hoàn toàn không liên quan đến tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bồng Điện Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Đi lên từ sự khó khăn, song bằng nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Vì vậy, sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa và tiếc nuối.